Cô thấy rất là hài lòng vì con thương, thấy thương người nghèo khổ như vậy. Trước là cô cảm ơn các mạnh thường quân đó. Điều thứ hai là cảm ơn các con đi tới đây. Cầu chúc cho cô chú mạnh thường quân đó mừng ăn phát tài phát đạt đi, đừng có tiền giúp đỡ cho những người nghèo như cô. Kính thưa cô chú anh chị thân mến nha, hôm trước Xanh có gửi cho bà cụ bị con trai bỏ nó được 3 triệu đồng để bà bán vé số đó. Bây giờ Xanh tới đây thăm bà một cách bất ngờ, là bà đang ở trọ nè, để xem bà có đi bán vé số không. Sao cô? Cô chủ trọ nè. Sao cô? Ủa vậy hả? Vậy thì mỗi ngày cô có bán vé số không cô? Không, cô không bán. Tháo ấy là bà có bán vé số, cái cô đó, cái cô mà con cho 3 triệu. Cái cô mà con cho 3 triệu bữa trước á, bà có bán vé số không? Có. Tư ơi, không dài, Cúc có bán vé số không Tư? Kìa, Tư ơi trước nè. Dạ. Chạy cổ xe hồi nè, vẫn không nè, có dám đi chạy đâu. Bây giờ con chờ cô, con tới nhà trọ cô rồi đó. Cô đi đâu vậy con? Đi ra mà nè, đi đánh số rồi, nhìn là cái xe gãy cổ rồi thôi. Nhưng mà mấy bữa có bán vé số không? Có. Đâu đâu có sổ bán vé số rồi cho con coi. Trong này nè, bán mấy dạ. Nè, đâu đâu đưa con xoay xe xong. Nè, nó nghỉ rồi nè. Nãy giờ cô vẫn không tự ngoại gì tới đây nè. Trời ơi, tưởng té chết rồi. Trời ơi. Nhục chút xíu nó gãy cổ rồi đó. Trời ơi, nguy hiểm rồi cô nha thôi. Bởi vì mới tính lãnh số rồi cái vô thôi, thế vậy thôi không lãnh. Rồi cái sổ cô bán vé số rồi con. Để trong nhà kìa. Dạ đâu con xem nha. Thì chúng ta cùng xem coi bà cụ bị con trai bỏ mặt nè. Có bán vé số không nha? Có chứ. Ai biết đâu cô, con phải biết cặn kẽ rồi. Đi con mới xuống hạ tới hả? Dạ con mới xuống tới, con đi quay hoàn cảnh đó, con xuống thăm cô thử coi. Cô là sao rồi, cô ổn chưa khi mà được cô chú mình thường quân hỗ trợ cô về 3 triệu đó. Đi 3 triệu đó, cô nói thì con nghe, cô không trả tiền mà chở hết mớ. Rồi còn nhiêu cô cũng để dành đó, cô ăn cho cô nó nghe, cô không dám xài còn trong tủ cả. Rồi cô có cười, cô có bán vé số không? Có, lãnh 2 ngày, lãnh bán được 2 ngày rồi cái ngày hôm kia cái nhỏ kia nó bệnh nó muốn đi nuôi. Nuôi rồi được bữa được 200.000. Dạ. Bây giờ đó, người ta kêu cái mình làm người ta kêu làm mình làm có tiền nhiều hơn mình làm. Bán vé số từ sáng tới trưa lộn chết luôn là có 65.000 con. Dạ. Mệt lắm rồi, bây giờ mình bệnh nữa. Ngày hôm kia cái đi khám bệnh đi vô quân y khám cái bị tiểu đường á. Nó lên đường lên tới 149. Trời nó hốt hồn hết vía rồi. Đây được cười bữa đó con về là chiều đi làm vé số luôn hả con? Chiều làm vé số bán được 2 ngày. Cái nhỏ kia đó bây giờ mà đây lãnh vé số đây, chỗ đây nè, mới lãnh thuốc về cái đọt để đây nè. Ủa đèn là chỉ có vậy thôi? Ủa đèn có vậy cái đèn nhà vệ sinh đó con. Cô ơi, rồi sao cô bán vé số? Đó, thì bán số. Đâu, cái này là ngày mấy ta? Mấy ngày rồi đó, bán được 3 ngày đâu, rồi. Đâu, sổ không? Ngày 11 tháng 5 thôi, mấy này ngày mấy à? Bữa nay 16 rồi 15 nhiều. 16, 15. Bữa nay 15 phải không? Nè, rồi đi lãnh thuốc quân y, về mới về lãnh thuốc. 16 rồi, vậy là cô bán mấy ngày rồi phải không? Bán 3 ngày rồi, cái đi nuôi người ta mấy ngày. 15 giờ đúng rồi. Đi nuôi người ta được mấy ngày đó, con tính đi lãnh số này nè, rồi cái xe gãy cổ vậy rồi sao đi, trời ơi. Nhưng mà sao con vô đúng lúc dữ vậy? Bởi vì mới nói. Rồi cô bán mấy bữa lời được nhiêu rồi con? Lời được 65 ngàn. Ngày được 65 ngàn? Rồi đi nuôi bệnh thì được nhiêu con? Đi nuôi bệnh đó thì... Đi nuôi... Đi ra! Đi nuôi bệnh được ngày được 200. Ăn uống người ta bao ở trong bệnh viện á, ngủ với người ta được đêm. Chị đang xem YouTube và các quý mạnh thường quân đang xem YouTube của Xanh. Hôm nay thì Xanh có đi công việc cho nên Xanh để có đi ngang chỗ cô, không biết cô Cúc, đúng rồi, cô Cúc là bị hai người con trai bỏ mặt á, nên cô Cúc là hôm trước là Xanh có xuất ra 3 triệu cho cô để cô bán vé số giúp đỡ cho cô. Với lại hôm đó Xanh có hỏi cô hơi nhiều nên mọi người la Xanh, nói là tại sao mà thế này thế kia. Nhưng mà hôm nay Xanh tới tìm hiểu xem cô Cúc có bán vé số thật hay không, hoặc là
để cho cô Cúc trả lời. Đó là những cái câu hỏi là giống như là Xanh nói, nó có ảnh hưởng thì cô Cúc có làm gì cho cô Cúc mà cảm thấy là bực bội hay là cái gì không, hay là mang cái niềm vui cho cô Cúc thế nào, thì cho cô Cúc nói chuyện với tất cả cô chú anh chị để mọi người. Có một số bạn trách móc Xanh là tại sao thế này thế kia. Rồi cô Cúc ơi, cho con hỏi mấy bữa nay cô có bán số không? Dạ có con. Dạ có. Cô có bán số, cô làm gì nữa không? Có bán cái số vừa, bán cái số vừa để lụm da chai. Da chai đâu cô? Nè đó, treo lũ hủ đó, nhà nè đó. Dạ, cô giỏi quá vậy. Dạ lụm, đi bán hết số rồi cái đi vòng vòng lụm. Dạ. Lụm được nhiêu để nhiêu, còn trong nhà tắm để mấy bao nữa kìa. Dạ. Kìa trên kệ trên cát kìa, thấy không? Dạ. Đó. Rồi sao không bán nó, cô để nhiều vậy? Để ngày mai mới bán. Biết sao cái này nó rẻ quá, một ký có 4,000 mà. Thôi cho nhiều nhiều mình bán mới có tiền con. Dạ. Được 100 mấy 200 người ăn uống rồi phụ đóng nhà trọ. Bữa hổm mà con cô cho con tiền, cô cũng gửi cho bà đúng nhà trọ 500,000 rồi trả bớt cho người ta để mình thiếu người ta nhiều quá thấy kỳ, thấy dạ. Không thành ra cô cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho cô. Cô cũng mừng lắm. Dạ. Bữa đó được 3 triệu mừng lắm cô. Mừng quá trời, nó thiệt ngủ không được, tối ngày đó không có ăn hột cơm, mừng cái gì đó. Dạ, mừng cái được 3 triệu mừng quýnh luôn. Mừng quýnh hả, cái mong mong đi trả tiền bớt cho bà. Mớ còn mớ rồi, đánh giấy số bán rồi ăn hổng gà. Đến ngay đi cô cũng không có dám xài tiền cho nhiều. Dạ. Cũng còn chùi chút đỉnh trong túi. Dạ. Rồi thành ra giờ cô cũng có cảm ơn các mạnh thường quân đó. Dạ. Cũng thương tình giúp đỡ cô. Rất là cảm ơn, rất là cảm ơn. Nhất dạ. là cảm ơn con nhiều nhất. Rồi dạ, cảm ơn mấy đâu. Con nhiều nhất rồi cảm ơn mấy dạ, các mạnh đâu. Thường quân dạ, nhiều nhất cô chú mạnh thường quân kìa mấy dạ. cái mấy, giúp cái giúp, con đâu có gì đâu, con chỉ là cầu nối thôi. Cầu chúc cho cô chú mạnh thường quân đó dạ. mừng ăn phát tài phát đạt đi dạ. đặng có tiền giúp đỡ cho những người nghèo như cô. Dạ cái cô ơi, cho cô Cúc cho con hỏi là hôm đó là con hỏi gì cô, khi mà con vô con tưởng đó là cô Cúc là không có con, nhưng mà sau đó là cô Cúc nói là có con, nhưng mà thật sự cô Cúc có tâm sự là con không có ngó tới cô nên cô không có nói tới nữa, cô yeah. như bỏ nó thông tính nữa. Cho nên á, con hỏi như vậy á, thì có một số bạn á, chỉ trích con, có một số bạn thì ủng hộ nói là ừ làm gì cũng đúng. Thì yeah. theo như cô Cúc là một cái người mà được con hỏi con làm như vậy á, thì cô Cúc có buồn phiền không, hay là con làm gì có đúng hay sai cô Cúc? Con làm vậy là rất đúng, cô không có buồn. Yeah. Tại vì cô cái hoàn cảnh cô biết mà. Yeah. Thì cô trong lòng cô sao cô nói hết cho con nghe hết, cô yeah. không có giấu cái gì hết trơn. Yeah. Đang cho mình rất là nói là cái lòng mình như thế nào. Yeah. Mình đã nói cho các mạnh thường quân nghe. Yeah. Là cái tấm lòng mình như vậy. Yeah. Vì con làm như vậy cô thấy có buồn con không? Không có buồn. Rồi nếu bởi mà hôm vì, đó là con bởi vì con nói hôm đó nếu mà con không có cho tiền cô cũng buồn. Yeah. Tại vì con có cái tấm lòng đi tới đây rồi. Yeah. Đi phỏng vấn cô như vậy đó là cô rất là hãnh diện luôn đó. Yeah. Nói cho ngay rất yeah. là hãnh diện là yeah. được con đi chiếu cố như vậy. Yeah. Giờ con không cho cô cũng không buồn. Yeah. Cô cũng nói thật yeah. lòng luôn đó. Cái sau khi con tìm hiểu con xem xét hoàn cảnh của cô thì con thấy cô cũng khổ, cho nên nói con khi tại vì con làm gì nó cũng phải có một cái trình tự, nó phải đúng. Yeah. Giống như là tránh cái sự sai sót để những người khác lợi dụng cái lòng tin của cô chú mạnh thường quân với lại con. Yeah. Cho nên nó khi mà con nếu mà con không có sự thương cảm đối với cô thì con đã không phỏng vấn cô đâu, con về con đi phơi người khác rồi. Yeah. Cái này con phải hỏi coi nếu mà cô khổ thực sự mà con bỏ sót cô cũng là một cái gì đó nó rất là sai sót, rất là tiếc. Yeah. Cho nên nó con đã hỏi cô, cho nên con muốn hỏi cô như vậy cho cô con tất cả cô chú anh chị với lại mọi người biết là trong lòng của Cúc là người biết rõ nhất là cô Cúc có thấy bực bội con không, có giận con không, có ghét con khi không mà con làm vậy? Không có, không có, cô nói thật lòng luôn, cô không có giận. Bởi vì cô hỏi, con hỏi cô hỏi ví dụ con nói gì mà cô không cho tiền, cô có buồn, cô cũng không buồn. Yeah. Tại vì con cũng có cái tấm lòng đi tới đây rồi. Yeah. Và các mạnh thường quân người ta cũng thấy, người ta cũng thương mình rồi. Yeah. Bởi vì cô nói thiệt, cái này nói xin lỗi, nói dạ. ra thì nó quá là quá đáng. Nhưng dạ. mà cái này là cũng người mẹ thứ hai để giúp đỡ các người ở bển đó. Thương giúp đỡ cô như gì đó là dạ, không có gì đâu con cô. Dạ cái này bình thường mà à. Cô chú mình thường quân thì không có cần phải nghĩ gì hết. Cô chú chỉ muốn giúp người nghèo thôi. Dạ. À, mà cô Cúc ơi, sau khi mà được con trao cho cô 3 triệu đó, rồi cô, dạ. cô lúc đó cái cảm xúc thế nào? Từ khi mà nhận, khi bất ngờ khi con móc 3 triệu bất ngờ thì nhận tiền đó là rất cô rất đổi. Cô mừng đến đổi, cô nói rồi cô không có ăn cơm tối một ngày đó, không có đói bụng luôn. Mừng tới đến đổi như vậy. Yeah. Tại vì mình quá khổ rồi, bây giờ không có con đường nào binh nữa. Yeah. Bây giờ tôi hỏi
hỏi con nghèo như vậy đi mượn nợ người ta đâu có cho. Dạ. Mượn nợ thì 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 30 ngàn một ngày tiền lời. Dạ. Nhưng mà người ta không cho nữa, tại vì người ta thấy mình nghèo, không có mượn gì có tiền, người ta sợ nó không có trả người ta. Dạ. Không có hỏi được. Dạ, con hiểu điều đó, cho nên đó con. Bởi vì cô rất là mừng, rất là vui trong lòng nhưng mà mừng, rất là mừng. Dạ. Tối ngày không có ăn một cơm bữa, nói thiệt luôn, cái tối luôn, cái nhớ chực lời nửa đêm mà. Đói quá đi nấu quá mì gói. Cô nhớ lại lúc con phỏng vấn cô có cảm thấy có gì vui vui không? Cũng nửa vui mà nửa buồn. Con nói thiệt chứ, cô nói thiệt chứ con ở đây nè ha, ta cho đi gạo, cô đi bán gạo kìa, gạo hột gà nè ha, mì gói nè. Nửa buồn là sao cô? Lúc mà con phỏng vấn nửa buồn á là con, không có buồn, là tại vì thấy con nói như vậy thì cũng hết lòng đối với mình rồi. Dạ. Giờ buồn không có buồn con. Bởi vì cô nói con không cho tiền cô có buồn không? Cô nói không có buồn. Nói cái đó là nhưng mà thật lòng. Hỏi nhiều vậy cô làm có khó chịu cho cô không? Không, không có. Cứ dạ, gì có ảnh có làm ảnh hưởng giống như xúc phạm tới cô gì không? Không có. Dạ. Không có gì hết. Cô rất là thật lòng nói chuyện với con luôn, không có gì. Nhưng mà con làm con nói những lời như vậy có làm tổn thương gì cho cô không? Không có. Cô nói thiệt lòng luôn, không có luôn mà. Vậy có kết luận cô cái buổi phỏng vấn hôm đó là cô thấy thế nào? Cô thấy rất là hài lòng vì con thương người nghèo khổ như vậy. Trước á là cô cảm ơn các mạnh thường quân đó. Điều thứ hai là cảm ơn các con đi tới đây. Rồi á, cảm ơn cái người mà cũng giới thiệu dùm điện thoại dùm đó. Nó ngay đi bữa hổm cô có lên hỏi cổ, hỏi cô bà có cần gì không, tôi cho bà chút đỉnh tiền bà uống cà phê. Bà nói không có cần. Khổ rồi còn cho ai nữa. Không phải, rồi bà không có cần. Bà nói thôi bà cho mua cho tôi cái cạc điện thoại. Mới mua cho bà cái cạc điện thoại 50 ngàn. Tại vì bà điện cho con mấy lần đó. Điện qua điện lại mình cũng biết gì cái, không. Hôm nay thì con tới đây con cũng thật sự là con cũng rất là vui. Vui là bởi vì là cô chú anh chị ơi, vui gì là bởi vì là thật sự cô Cúc là khổ thật. Với lại video đó là do là mọi người, những cái một số thành phần khác chửi bới Xanh quá mà Xanh không có thích nghe cho nên Xanh xóa bỏ video. Nhưng mà cũng có một số anh chị đã từng xem video đó, anh chị biết là cô là bị con trai bỏ mặt là thật sự. Cho nên Xanh làm như vậy là cũng vì muốn tốt cho cô thôi, với lại muốn rõ ràng thôi chứ không có gì hết. Còn hôm nay thì Xanh tới đây là một cái điều Xanh rất là vui. Con cũng giống như Mạnh Thường Quân, khi giúp cho cô là cô làm đúng như vậy, cô bán vé số thật sự luôn. Giống như là bây giờ cô nãy giờ con hỏi vòng vòng chú trò nó là bán liền từ bữa đó luôn không? Giờ có giấy giờ số là mới giờ số nè, bán đây nè, nãy tính lãnh số, bây giờ cái xe gãy cổ rồi chị Tư. Bây giờ xe gãy cổ luôn. Tính bây giờ giá ra lãnh giấy số dồn lại cái xe gãy cổ rồi. Thành ra nói thôi bây giờ vang nó để mời đi hàng cái xe đó, tính dẫn tự chỉnh gì đây. Vậy thì bây giờ nếu mà giả sử như được một cô chú Mạnh Thường Quân nào giúp cho cô mua một cái chiếc xe đạp đó, thì cô thấy sao? Cô rất là cảm ơn, rất là vui. Cô cần chiếc chứ, cần chứ con. Cô mưu sinh mưu sinh cái vụ này nè. Giờ không có tiền nhiều đi, cũng có ngày có tiền ăn. Mình đừng có đặng mà một là có tiền ăn, hai là dư hay chút đỉnh đặng đóng tiền phòng, tiền nhà trọ đồ. Cô biết không? Rồi. Tại vì con tiếp xúc rất là nhiều cô chú, con biết tính của cô thì nói thì nói lớn tiếng nhưng mà cô rất là thật tâm, cho nên con thương chỗ đó, con hiểu cô, lời nói của cô lớn tiếng, ăn ngay nói thẳng, nhưng mà cái điều đó con hiểu, không có sao cả. Thì con người thì mỗi người mỗi tính. Cho nên bây giờ thì thật sự là Xanh tha thiết là nếu mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào nếu mà thương hoàn cảnh của cô Cúc á thì có thể ủng hộ cho cô Cúc một chiếc xe đạp trị giá chắc khoảng 1 triệu mấy thôi. Cho nên điều đó là Xanh nói thật là cũng thương cô. Vậy thì bây giờ con cũng xin chào cô tối rồi. Coi như đây là cũng đủ rồi. Coi như là con cũng cảm ơn cô, là thật sự rất là vui hạnh phúc. Khi mà số tiền trao cho cô là cô đi bán giấy số, với lại cũng mang niềm gì đó. Cái số tiền nó không có lớn nhưng mà cũng là cái ý nghĩa gì tấm lòng của các cô chú Mạnh Thường Quân đã dành cho cô Cúc. Bây giờ xin chúc cho cô Cúc thật là nhiều sức khỏe, cố gắng sống nha cô. Hy vọng một ngày nào đó con sẽ có món quà nào đó có cô chú anh chị nào thương cô Cúc, con sẽ tới đây con trao cho cô, làm cho cô thêm nghị lực để cô sống, cô không có tủi thân nữa nha. Dạ rồi. Rất là cảm ơn con, rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ rồi. Rồi. Nếu mà Mạnh Thường Quân thương tình giúp đỡ thì ơn này cũng mang suốt đời, không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Rồi bây giờ xin chào cô chú anh chị, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.